Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải nè mọi. Và tiếp tục chúng ta sẽ trở lại với tiếp tục mồi lửa bắt thứ 9 nha nè mọi. Và ngày hôm nay thì Khải đang chuẩn bị mồi lửa đầy đủ các kiểu nè mọi. Đây, giờ Khải giao dịch lát ít Su với lại Thiên Sơn, Đồng Quốc Tửu. Ok, cái này đây. Đó, xe đam hai cái này. Su nè, Thiên Sơn nè, nó mua quá tướng nè. Vòng hoa cũng đã chuẩn bị, bông tai đã chuẩn bị. Tiếp tục 40 mồi lửa nè mày. Khải có ném mặt nên thả 40 mồi lửa nè mày. Rồi, đầy đủ không? Quá tướng tí mua nè. Rồi, tới Khải giao dịch mồi lửa cho con đâm động nè. Mồi lửa nè. Rồi, giao dịch con lôn nữa xong. Tầm này tháng tuần 88 rồi nè mày. Hồi nãy thả tuần thứ 8 rồi. Thả 16, 8, 16. Và cảm giác ít bót vái nồi luôn. Ok, bây giờ ra thả con em đọc trước nha nè mày. Ra mà tương á. Em đọc trước. Lần 8 đóng nè mày. Em đọc trước nè. Rồi, phút thứ 9, 45 giây. Gì vậy? Ok, phút 49 xong một ảo này. Phút 49, 45 giây. Rồi, phút này. Gà chỉnh ra cái giờ hả? 49 phút này. 50 giây này, 45 giây này. Rồi là khai thả tuần tiếp theo, là chút. Ô, con đâm độc như chết má. Ồ, tối nay là không? Đúng qua 12 giờ nhiều cao thủ thả lửa không? Quá trời người thả lửa luôn. Đó, đúng không? Đã thả thêm 8 lửa nữa. Mình sẽ đánh xây dòng 49-45 nè. Ok, nó khai giao dịch cho con này nó thấy lửa. Tại vì anh khai hết lửa. Phải nhờ thằng em lên thả 4 đống giùm nè mày. 12:33, 12 phút 33 giây. Đó, mình sẽ xả từng lượt bó cho anh em liên tục anh em xem nha. Để anh em khỏi mất thời gian nha. Rồi, được khai thả tiếp. Ok, trong thời gian chờ đợi thì Khải cho anh em xem lại xếp may mắn nè mày. Không gì thì đổi vẫn xếp may mắn 11 xanh kèm với 5 từ mặt nạ là 16 nha. 3 3 3 2. Anh em đang theo dõi đừng quên để lại cho video này Khải hơn 100 like để cố gắng động lực làm những bắt 10 11 12 tiếp theo nè mày. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Chúng ta cùng bới đồ xanh ở cái mồi lửa tiếp theo này nha mày. Và đừng quên like chia sẻ mạnh nha nè. Anh em nào mà đã xem live trực tiếp tại trên kênh YouTube rồi thì có thể ghé qua video Khải sẽ đăng vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày để có thể cho Khải một like là lấy động lực nữa mà. Và anh em nào chưa xem thì cố gắng like mạnh và chia sẻ mạnh giúp Khải nha. Rồi, ok, chúng ta gần đến lửa tiếp đầu tiên này. 9 phút 45, 1 phút nữa nè mà. Rồi thả tiếp rồi nè mà. Ngày 10 này, đến ngày 10 nè. Ngày 10 là 14:35 nè. Rồi bót ra nè, đây Khải chạy quang đấy. Ra mấy con. Đó, phải chạy chứ. Cắn may mắn nè mày. May mắn nè, dùng 4 bên quá tửu à. Quá tửu nè. Con game mi là 14:35 nữa nha nè mày. 14 phút 35 giây. Rồi, 3 tuần liên tiếp. Tuần này 8 đóng được
hai boss à? Ui, hàng boss được hai món đồ em ơi. Ồ, tầm này thấy càng ngày cảm giác ít đồ hơn em ơi. Rồi phút 9 và 45 là bay nè, không có gì hết, chỉ có cái ngọc bội với cái này thôi. Rồi chúng ta sẽ chờ đợi đến boss tiếp theo là 12 phút 33, 14:35 nè. Đâu em ơi. Tôi vừa rồi là 9 phút 45 là rớt được hai món rồi. Và 12 phút 33 gặp lại và 14 phút 35. Ui em ơi, tôi này còn được gì đây? Được mỗi cái ngọc bội với cái nón rồi. Vãi đàn. Ui. Ôi sao ta nhìn rác như vậy. Này có cái nón với cái ngọc bội thôi em ơi. Trời rác luôn. Hai món rác em ơi. 12:35. Đồ anh may mắn quá cao luôn mà. Cảm giác nó bị kiểu bị reset may mắn rồi nè. Hôm nay may mắn khá nhiều vá chướng luôn mà. Cảm giác toàn đồ rác không à. Quá đẹp. Cho còn lồn thêm 8 đống nữa mà. Ừ, cảm giác nó đồ kiểu nó tục về không vậy. May mắn tục về không vậy. À, để cho lên nè mà. Ừ, thấy cảm giác đuối ghê luôn nè mà. Rồi, à, ra boss nè. 12:33 ra boss nè. 10 giây nữa nè mà. Tầm này thả nhanh nên là cứ thả xong Khải sẽ vào vị trí boss luôn nè mà. Tún. Ồ, một con hổ nè. Ôi, cảm giác ít nhờ. Tiếp tục là một con hổ nè mà. Con hổ này bị gì vậy? Đánh không trúng luôn kìa. Áo ma Canada vậy. Tầm gần quá nó không trúng luôn mà. Ồ, con hổ này 3 bông món nè. Bù lỗ rồi. Diện rồi. Tuần cuối cùng là 14:35 nhưng mà. Tuần cuối cùng thứ 3 là 14:35. Rồi. Ui. Tuần này có thể 8 lửa được có 1-2 boss nữa mà. Cho áo này mà không có gì luôn. Rác luôn. Ôi kiểu what the hell, vì sao hả ta? Tuần thứ 8 cũng vậy. Cảm giác đồ nó toàn một dòng hai dòng không. Không hiểu. May mắn nhiều quá trời luôn em ơi. Cứ kiểu như may mắn quá cao giờ nó reset thành may mắn 1 vậy. Vãi nồi. Anh em nào xem theo dõi bách 8 lúc nãy anh em còn biết nè mày. Áo ma vãi giờ đến bách 9 rồi mà vẫn như nhau không khác gì. Rồi anh em chờ đợi tiếp tục nè mày. Rồi tiếp tục nè mày. Áo dưới ta 14:35 rồi nè mày. 5 giây nữa. À cái này truyền kỳ rồi. Đúng rồi Dương Thái Bảo anh ơi. Chắc cũng fit rồi hả? Cũng không hiểu luôn nè mày. Đó. Đồ tụi này 3 boss này. Gỡ gạc coi. Nãy ra đi tụi kia 40 lửa không có gì rồi. Tụi này gỡ gạc coi. Đứng góc, không đứng góc đó nữa. Qua góc khác đứng rồi. Uống góc đó xong toàn một dòng không. Cái gì vậy má? Ú sao nó dạ thèm anh ơi. Trời ơi đúng một cái áo. Ôi bà còn đúng 3 món. What the hell. What the hell. Ôi trời. Anh em bà ở trong party vậy? Mày mọi hôm Khải Văn ở trong party nè. Còn thích Khải ra cũng được không sao cả. Vui năm ơi. Rồi 3 tool đầu tiên đồ 3 cái tool này 3 con boss ra được 3 món đồ. Vãi thiệt luôn. Ui có 20. Trời ơi sao mà 40 chùm cái. Trời ơi rác luôn. Rác luôn. Ui. Má đuối thiệt nè nè mày. Đuối rồi. Còn 16 lượt cuối cùng nè mày. Đem ra khá tới. Trời ơi áo nè mày. Vãi đàn. 20.
buộc gơ gốm 20 nè mày. À, anh em chờ đợi tuần tiếp theo nè mày. Còn 16 lượng nữa. Ok nè mày, tiếp tục nè. 21 phút 45 giây. Khả mới thả thêm 8 đó. Đây chỉ cái nước này xanh đồ thôi mày. Rồi cho chín rang cá nữa. Hết lửa nè. Ôi nhỏ thế nhờ. Lửa này em thấy không? Lửa đốt quá trời luôn, muốn cháy trường luôn, trường bạch luôn á. Rồi à, thêm một nóc nữa nè. Thắng banh cái trường bạch luôn á. Ok, Phan Hùng ơi, xanh kiếm đồ cứu solo bơ tơ ngon hơn. Ok, tí nữa Khải sẽ ra bơ tơ bói nha. Rồi, khui nè, hết rồi, lần này hết rồi. Cánh như cả bơ tơ luôn nè. Cát hà nó ít. Ôi còn 7 bó củi không đốt được là lấy cờ lon nè mày. Rồi à, tuần cuối 17, 22, 22, 40, 22 phút 40 giây. Còn thừa 7 lửa. Đã khai lấy 7 lửa để khắc lên tháng nè mày. Nhỏ thiệt. Rồi tiếp tục nè mày. 21, 45 nha nè. 21, 45 nha mọi người. Khai đang cho anh em đọc lên thêm 4 lửa, 8 lửa nữa. Tầm này cảm giác đồ nó không bao nhiêu luôn em ơi. Đến lúc là bớt thốc bà tơ em. Ok. À mày mấy dòng ho, dòng tai đồ các kiểu là điểu mà cảm giác đuối vãi. Hồi nãy còn 40 rồi, nay giờ 48 rồi em. Nhưng khai ra thêm 8 rồi, 48 rồi. Đuối vãi rồi. Rồi 25-20 25-20 giây. Rồi còn 3 tuần cuối nữa mà. Rồi. Ôi 21-45 rồi nè. Ô 21 à 21-45 còn 1 phút nữa. Chưa. Rồi 3 tuần cuối nữa mà. Rabater nè. Anh em thích Rabater khá Rabater luôn. Rồi 21-45 15 giây nữa. Tuần này bao nhiêu quá, bao nhiêu quá này? 10 giây 5 giây. Ôi dạ, uống đâu dữ. Mấy con? Trời ơi, cái một con này mày. Thảm dữ ơi. Bao tây. Hai bao tay. Ui, tính là ít độ nha. 22-40 nữa nè mày, 22-40. Rồi 30 giây có thêm tuần nữa. À, đúng nha. Tầm này ít đồ nè mày, ít đồ hơn những bách trước. Anh em đỡ, anh em theo dõi từ bách 1 đến bách 7 anh em sẽ biết đồ nó rất ok. Tầm này đồ là không có nữa rồi. Lại xem. Nồi lửa ít đâu nè. Nổ coi. 40, 22, 40. Rao. Trời ơi, mít rồi. Rồi, mít rồi nè mày. Đậu 8 đông đó mít luôn. Đậu xanh. Ra tiền luôn. Rồi, mít luôn nè mày. Không có bot luôn. Phút cuối cùng là 25, 20. Vãi. Rồi, chỉ bỏ hai cái này nè mày. Để ít đồ gơ luôn á. Này mà bói đồ những cái toàn quá. Gỡ gạc ơi. Trời ơi, 13, thám dữ ta. Thám vãi trướng luôn đó nè. Ui dô. Không thể tin được luôn đó nè. Mình thực sự là không thể tin được luôn em. Cái gì mà kháng toàn 5 dữ 4 không vậy. What the hell. Đậu xanh rau má. Cái gì vậy. Rồi anh em đợi phút cuối cùng rồi nè mày. 25-20. Vãi đàn. Rồi lên em ơi. 8 lượt cuối cùng. 15 giây. Ra đồ kiểu này chết rồi. Giờ sao mới dám thả. Vẫn ra bà tơ nha em. 8 giây nữa. Mình không có đồ gì luôn. Đó, không.
một kim một thủy. Cây dữ. Gỡ gạn kim ngay. À, kim không có vũ khí luôn. Rồi vui. Chô, đồ chết rồi. Ây dồi, đồ vô toàn rác không kìa trời. Cho xe chứ làm cái gì. Chô. Rồi, ton lên em ơi. 48 nóng lửa, ton. Không có một cái gì nữa gọi là bán được luôn em ơi. Em 64 đóng bắt cái bang kìa. Lại 64 đóng chứ cũng ra khơi luôn, ra đảo luôn như có. Ra đảo tối nay ra đảo hết rồi. Ra đảo hết rồi. Không có gì gọi là siêu phẩm luôn nè, toàn đồ vào trong xu. Canh vái. Ok anh em ơi, rất không anh em ơi. Hôm nay ra đảo ba anh em chắc sông sắc này. Rồi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi cái bát thứ 9 này nè em ơi. Bát 8, bát 9, hai bát rất là thất bại nè em ơi. Không có một cái gì gọi là luôn em ơi. Thật sự là không có gì luôn nè. Bán đồ rác nè. Đó. Như vậy. Không biết là làm gì luôn, toàn rác thôi nè em ơi. Chưa, dạ, thôi quá. Rồi. Anh em xem video video này đừng quên để lại Khảo like, chia sẻ, ủng hộ cho em ơi. Cố gắng ủng hộ video này 100 like. Khảo sẽ cố gắng động lực làm những video tiếp theo nè em ơi. Rồi, kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Và đừng quên hãy xem livestream của Khải vào lúc 11:40 cũng như là 19:40 hàng ngày nha mọi người. Ok anh em ơi,